50 quy tắc trên bàn ăn Việt. 1. Chỉ đưa bát cơm lên miệng tối đa 3 lần. 2. Đặt thức ăn vào bát trước khi ăn, không gắp thẳng vào miệng. 3. Không dùng thìa đũa cá nhân quấy vào tô chung. 4. Không xới đĩa để chọn miếng ngon. 5. Không cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm. 6. Không nhúng cả đầu đũa vào nước chấm. 7. Chở đầu đũa khi gắp thức ăn cho người khác. 8 không cắn, liếm đũa, thìa hay miệng bát. 9. Không ngậm đũa khi tay đang làm việc khác. 10. Ngồi ăn không rung đùi, giữ lưng thẳng. 11. Ngồi cách mâm vừa phải, không quá xa hoặc quá gần. 12. Trên ghế thì thẳng lưng, trên chiếu không nhấc mông. 13. Không chống tay lên bàn khi chưa bưng bát. 14. Không chống cằm khi ăn. 15 tránh nói khi miệng đầy cơm. 16. Không thổi thức ăn nóng, hãy ăn phần nguội trước. 17. Muốn canh nên úp trong bát. 18. Chỉ nhúng thức ăn vào bát chấm, không nhúng đũa. 19. Tránh nhai phát ra tiếng chép miệng. 20. Không gây tiếng ồn khi ăn. 21. Không nói, uống rượu hay hút canh khi miệng còn cơm. 22. Không gõ đũa, bát, thìa. 23. Khi ăn món nước, bát nhỏ có thể bưng lên, bát lớn thì dùng thìa. 24. Không ăn trước người lớn, chờ họ bắt đầu. 25. Tuyệt đối không chê món ăn, dù không hợp khẩu vị. 26. Không gấp liên tục một món dù rất thích. 27. Nếm thử trước khi thêm gia vị. 28. Ăn hết thức ăn trong bát, không để sót hạt cơm. 29. Dọn mâm nhớ dọn cả Âu đựng xương, hạt thóc. 30. Trẻ nhỏ ăn riêng, người lớn cần trông chừng. 31. Trẻ em nên nhờ người lớn lấy đồ ăn ở xa. 32. Không để vật dụng cá nhân lên bàn ăn. 33. Nhất thiết để phần người về muộn trong đĩa riêng. 34. Ăn từ tốn, không vội vàng. 35. Không để thức ăn dính lên mép tay hoặc vương vãi. 36. Gặp xương hoặc vật lạ, nhẹ nhàng lấy ra. 37. Chỉ người cao tuổi và trẻ nhỏ mới không bị coi là bất lịch sự khi ở. 38. Nếu bị cay, xin phép ra ngoài. 39. Khi có khách, tránh nấu món quá cay trừ khi khách thích. 40. Tránh va chạm tay khi gấp đồ ăn. 41. Chú ý tay áo khi gấp đồ ăn. 42. Nếu thức ăn lớn, xin cắt nhỏ để mọi người tiện ăn. 43. Có việc riêng cần xin phép trước khi rời mâm. 44. Nhất thiết cảm ơn sau bữa ăn, đừng ngại khen món ngon. 45. Tùy phong tục gia đình, quan sát cách mời ăn. 46. Tô son lại thì vào phòng vệ sinh, không làm trên bàn ăn. 47. Ngồi theo sự xếp chỗ của chủ nhà. 48. Trước kia, Người giúp việc có cách gấp riêng để phân biệt. 49. Không uống quá chén. 50. Nếu có kiêng kỵ hay dị ứng, báo trước khi được mời làm khách. Siêu tầm